Chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu bản thân được không ạ? Mình là Hoàng Vĩ Khang, thì hiện tại mình đăng ký học ở bên trường Duyễn Trở bên Đài Loan, và mình có học bổng là 100% cho một học kỳ. Bạn có cảm giác gì trước khi lên máy bay? Mình có cảm giác là có một chút lo lắng và cũng có một chút phấn khởi, bởi vì mình được ra nước ngoài và gặp gỡ nhiều bạn bè và học hỏi nhiều thứ về họ. Bạn có dự định gì sau khi du học xong thì sẽ làm gì không? Sau khi du học xong thì mình quyết định sẽ học cao hơn, lên thạc sĩ. Rồi nếu có thể thì mình muốn làm việc ở đó. Và sau đó mình sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục làm việc. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Chúc bạn thành công nha.